Chào chào các em nha. Từ luyện 2 trên cả nước. Câu số 1. Bước đầu tiên cần thực hiện khi giải phương trình chưa ở mẫu là bước gì? Tìm điều kiện xác định. Khẳng định nào sau đây đúng? X phải khác âm 3, đúng không? Rồi lấy x bằng 2 thế vô thì hai vế bằng nhau. Câu số 3. Để a bằng b thì x bằng 1 thôi. Khẩn trương. Câu số 4. Tập nghiệm thế vô các em. Như vậy là lấy x sẽ bằng 5. Còn cái thứ hai là x bằng 4, đúng không? Rồi, 2 trên x bằng 3, x sẽ bằng 2/3. Còn dưới này thì x sẽ bằng 3 các bạn nhé. Thế vô. Câu 6. Cano đi xuôi dòng nước với vận tốc là 40 thì nó được nước đẩy thêm. Đi xuôi dòng thì được nước đẩy thêm. Còn đi ngược dòng thì bị cản đi, trừ đi. Câu số 7. Ô tô đi lúc 8 giờ sáng đến đó 10 giờ như vậy đã tốn 2 tiếng đồng hồ. Quãng đường là 2 nhưng x S bằng V nhân T. Câu 8. Đi Bắc Giang tới Hà Nội 60, đi về 54. Quãng đường thì đặt thời gian thì đặt là X, lúc đi là X. Như vậy quãng đường S là sẽ bằng V nhân T là 60 nhân X này. Đó. Còn thời gian lúc về á, lúc về là lâu hơn, như vậy là x cộng 30 phút, tức là 1/2 kia. Đó, đây là t về nha. Phương trình của bài toán quãng đường là 60 x là đúng nè. Rồi thời gian về các bạn, thời gian về là bằng quãng đường chia cho vận tốc về, tức là 60x chia cho 54. Như vậy thời gian về là đúng nè. Còn cái này bị sai nhé. Đây phải là dấu dấu trừ mới đúng nè. Đấy, nãy đừng có chọn cái này. Còn cái đầu thì quá sai rồi. 30 phút chưa đổi ra giờ. Câu số 9. TD thì bằng quãng đường chia vận tốc đi. T về thì bằng quãng đường chia vận tốc về. Đó, về nhiều hơn. Như vậy cái dưới này là lớn hơn nè. Còn cái trên này bé hơn. Như vậy phương trình là lấy bé cộng cho phần trên bằng lớn. Như vậy chúng ta có là cái đặt đáp án thứ nhì là đúng các bạn nhé. Ốc sên bò mỗi giờ được 1,5 mét đó. Thời gian để nó bò hết bờ ruộng dài x mét là, như vậy là chúng ta sẽ lấy x chia cho 1,5 thôi, là đơn vị là giờ nghe. Còn muốn đổi ra giây á, thì các em phải nhân với lại 3.600 nữa các bạn. Đó, như vậy đáp án sẽ bằng 2.400. Câu số 11. Quá dễ dàng các bạn ha. X giờ thì đầy bể, như vậy mỗi giờ là chảy 1 phần x bể. Đây là kế toán công việc quen thuộc. Câu 12. Một ngày x khăn. Đó. Cần đan một ngày x khăn. Mỗi ngày thì đan được 4 khăn. Vậy số ngày là x chia 4 thôi. Này mấy em tiểu học cũng trả lời được. Câu 13. Toán kế hoạch thực tế. Không. Rồi
Một phân xưởng may lập kế hoạch đóng gói một lô hàng, mỗi ngày phải đóng 80 đơn. Đó. Thực tế thì phân xưởng đã đóng gói thêm được ít đơn mỗi ngày. Trời đất ơi, tưởng cái gì khủng khiếp lắm. 80 cộng ít thôi. Câu 14. Làm phép nhân em. Mỗi giờ x bài tập, 3 giờ thì chừng đó bài tập. Câu 15. Y như bài tập thôi nhé. Đó là 7x nhưng mà coi chừng sai đơn vị nha. Câu 16. Rồi, theo hệ quả Thales thì ta có OM trên OP bằng ON trên OQ. Các như vậy là mình dùng tính chất tỷ lệ thức thì ta có là OM trên ON sẽ bằng OP trên OQ. Câu số 17. Dùng hệ quả Thales, các bạn sẽ có là 20 trên 50 sẽ bằng 32 trên Y và sẽ bằng X trên 90. Rồi từ đó Y nó sẽ bằng gì? Y sẽ bằng 50 nhân 32 chia 20, tức là bằng 80. Còn X sẽ bằng gì? X sẽ bằng 20 nhân 90 và chia ra 50, 36 các bạn. Câu số 18. Ta có 12 trên x cũng hệ quả lý Thales rồi các. 12 trên x sẽ bằng 8 trên 14 ha. Như vậy x sẽ bằng 12 nhân 14 chia cho 8 bằng 21 các bạn. Câu số 19. Y vậy thôi, hệ quả Thales thôi. 12 trên 21 thì bằng 8 trên x. Như vậy x sẽ bằng 21 nhân 8 chia 12 bằng 14 kìa. Câu 20. Ta có 8 trên 20 à, bằng x trên 26. Như vậy là x sẽ bằng 8 nhân 26 chia cho 20. Đó. 8 trên 20 bằng x trên 26, đúng rồi. 8 nhân 26 chia cho 20. Kết quả bằng 52 phần 5 game. Nhớ nhé. Đó, hệ quả Thales. Tiếp theo là tính chất phân giác các bạn. Các bạn sẽ có x trên y thì sẽ bằng 6 phần 4 thôi. X trên y bằng 6 phần 4, tức là 3 phần 2 đó. Tính chất phân giác mình học rồi. Câu 22 đó, vẽ hình ra thôi. Vẽ hình ra, vẽ nhanh nè. Đó, tam giác ABC, AD là đường phân giác, BD thì bằng 4, BC bằng 12, 12 trừ 4 thì DC sẽ bằng bằng 8. Như vậy là AC trên AB sẽ bằng 8 trên 4 các bạn nhé, là bằng 2. Tiếp tục M phân giác có hai phân giác luôn này. Thứ nhất là MA trên MK thì nó sẽ bằng là AB trên BK. Rồi cái phân giác thứ hai chúng ta có là DK trên DB. Này đổi màu đi. DK trên DB thì sẽ bằng AK trên AB. Đó. Tiếp tục lại là cái hình hồi nãy. DB trên DC bằng 1 phần 2. Vậy là DB 1 phần này 2 phần. Như vậy là AB là 1 phần thì AC sẽ là 2 phần, là thành 10 cm các bạn. Tiếp tục lại cái hình đó nữa các em. Lần này á, AC là 3 phần, còn AB là 1 phần. Như vậy ở dưới này cũng vậy nhé. Lần này sẽ là 3 phần, lần này sẽ là 1 phần. Như vậy cả cái BC là 4 phần ha.
nếu để ý rồi người ta cho ba cái thì mình sẽ có là DB trên DC là bằng 1/3 là cái đáp án hợp lý nhất. Câu dạ câu một của Câu 26. Rồi, quy đồng khử mẫu các bạn. Người ta có 3x bình thì bằng nhân chéo nè. 2x nhân x là 2x bình. Rồi 4x trừ x là thành cộng 3x trừ cho 2 đúng không? Rồi như vậy chúng ta có cái phương trình là gì? X bình trừ 3x cộng cộng 2 bằng 0. Nếu các em giải ra thì một cái x sẽ bằng 1, một x bằng 2, như vậy tổng các nghiệm sẽ bằng 3. Câu 27. À, người ta hỏi là phương trình có tập nghiệm là 6 thì đúng hay sai? Thì các em cứ giải đi. Mà cũng chẳng cần giải nữa. Thầy sẽ thấy là nó ra cái phương trình bậc 2 các em. Nó là x bình nè cộng 7x cộng 12 bằng bằng 5/3 là 15x đúng không? Như vậy là mình giải cái phương trình này theo kiểu phương trình tích đó thì mình sẽ ra là một này âm 8 này, 12 này. Như vậy là hai nghiệm lận kem. Một nghiệm là s x bằng 6 và một nghiệm bằng 2. Kem lấy số 2 kem thử vô nó vẫn đúng à. 2 cộng 4 là bằng 6/5. Không. Bên này cũng ra 6/5. Như vậy số 5 cũng số 2 cũng là một nghiệm mà. Mà ở đây tập nghiệm ta chỉ tính có 6 như vậy là sai rồi. Câu 28. Phương trình này có mấy nghiệm? Chu. Như vậy là cái thời gian để giải mấy cái này là cũng không có nhiều đúng không? Rồi, các nhân chéo lên. 3x bình và trừ 6x mà cộng x thành trừ 5x và trừ 2, đó là vế trái à, nhân chéo. Rồi 2x trừ 1 nhân với x trừ 1 thì ra 2x bình trừ 2x trừ thêm x là trừ 3x rồi cộng cho 1 các bạn. Chuyển hết qua một bên thì nó ra x bình trừ 2x. Rồi trừ cho 3 bằng bằng 0. Chuyển vế đổi dấu các bạn, x bình trừ 2x trừ 3 bằng 0. Nếu các bạn giải đúng nó sẽ ra một nghiệm bằng trừ 1, một nghiệm bằng bằng 3. Dùng phương trình tích mà giải, như vậy nó có hai nghiệm các bạn nhé. Không tin cứ thử lại đi. À, các em lấy số 3 các em thế vô. Lấy số 3 các em thế vô. Thế đây nó sẽ ra là 1/5. Bên này là 2/10 thì quá bằng nhau gì nữa. Rồi tự thử lại cái số trừ 1 đi nhé. Câu 29. Phương trình này ta lại biến đổi tiếp. 2x bình bằng x bình trừ trừ 1 nhân chéo á. Như vậy nó ra là x bình bằng 1. Như vậy phương trình này nó có khả năng có nghiệm đó các em. Kết quả của cái phương trình sau khi quy đồng khử mẫu á, là ra x bằng cộng trừ 1. Nhưng mà ở đây là nó phải có điều kiện xác định các bạn nhé. Là x phải khác trừ 1 và x khác 0. Như vậy là bài này chỉ có một nghiệm thôi. Không bị vi phạm điều kiện xác định đó là x sẽ bằng bằng 1 các bạn. Phương trình có một nghiệm duy nhất là x bằng bằng 1. Cẩn thận nha. Ổn nhỉ? Hình như có gì không ổn em. 1 thì bên này nó sẽ là bằng 0. Còn bên kia đâu có bằng 0 đâu. À, thầy chuyển vế đổi dấu bị sai các bạn. Sai rồi, xin lỗi các em nha. Bài giải này sai rồi. Chỗ này là x bình bằng âm 1. Mà âm 1 là nhỏ hơn 0. Như vậy phương trình vô nghiệm. U chà, nguy hiểm quá các bạn. Phương trình vô nghiệm nha. Cẩn thận. Giải lớp tốt là ra đi á. Câu số 30.
hãy tìm x để hai cái này bằng nhau. Thì số 2 có một một cái phương án là các em lấy các cái giá trị này các em thế vô thôi. Phương án nó hơi thô thiển nhưng mà nếu áp lực về mặt thời gian các em cứ sử dụng cho thầy nha. Còn đây mình đang bồi dưỡng cho nhau mà, thì mình làm theo kiểu chính quy đi. Đó, thì lỡ gặp bài tự luận. Ở dưới mẫu chúng ta phân tích tình nhân tử x trừ 2 nhân x bình cộng 2x cộng cho 4 các bạn. Rồi sau đó mình rút gọn nè. Âm 12 đúng không? Cái dấu trừ này các em đem xuống mẫu đi. Như vậy ở dưới mẫu nó tác động vô nó sẽ biến thành 2 trừ x. Và các nhân tử ở dưới mẫu thì bắt buộc phải khác không rồi. Đúng không? Như vậy là ta giãn lực luôn. Từ đây suy ra là x bình cộng 2x cộng 4 sẽ bằng bằng 2 các bạn. Hay nói cách khác là x bình cộng 2x cộng 2 sẽ bằng bằng 0. Hình như có sai sót chỗ nào nhỉ? À, ở trên là số 12 các bạn. Như vậy là cái mẫu phải bằng 12 thì cái tử nó mới ra ra rồi. Nói chung là cái mẫu phải bằng 12 thì cái phân thức nó mới ra một được nhá. Rồi như vậy chỗ này chuyển vế đổi dấu là bằng trừ 8 không. Rồi các em giải cái phương trình này. Giải phương trình này thì một là bấm máy, hai là giải bằng phương trình tích các bạn nhé. Như vậy là nếu giải bằng máy thì thầy sẽ có là tích tắc thôi, là x1 bằng 2 và x2 bằng trừ 4 các em. Nhưng mà số 2 là bị vi phạm điều kiện xác định nè, x phải khác 2 mà. Như vậy kết quả là x bằng trừ trừ 4 nhé. Câu số 31, một người đi từ A tới B đó, bla bla bla. Không, giờ đây các em nhớ là toán chuyển động thì mình phải đổi giờ ra phút đã. 2 giờ 30 phút thì mình sẽ đổi ra là bằng 2 1 phần 2 giờ, tức là bằng 5 phần 2 giờ các bạn nhé. 5 5 phần 2 giờ là 2 tiếng rưỡi đó. Đó, đi bằng xe máy thì hết chừng đó, còn đi bằng ô tô đi bằng ô tô thì hết 1 giờ 30 phút. Như vậy nó bằng là 3 phần 2 giờ các bạn nhé. Vận tốc, cái này là ta lập một cái bảng đây thì tốt hơn. Toán chuyển động thì cái bảng của nó gồm có hai dòng, thứ nhất là xe máy, thứ hai là ô tô. Ngon. Vận tốc, ta ghi thời gian trước đi. Thời gian đây là 5 phần 2, còn thời gian đi bằng ô tô là 1 1 phần 2, tức là 3 phần 2. Rồi vận tốc người đó đi bằng ô tô thì lớn hơn vận tốc bằng xe máy 30 km. Như vậy mình cho cái cột V vô đây nè. V xe máy thì gọi là x gì đi, thì V ô tô sẽ là x cộng 30 đó. Và cái quãng đường thì bằng V nhân T đúng không? Quãng đường thì bằng V nhân T, và quãng đường không thay đổi khi chúng ta chạy bằng cả hai phương tiện. Như vậy là chúng ta sẽ có phương trình là 5 phần 2x sẽ bằng 3 phần 2 x cộng cho 30. Rồi các em giải nhanh cái phương trình này bằng máy tính đi. 5 phần 2 x bằng 3 phần 2 x cộng 30. Giải nhanh. Rồi kết quả là bằng 45 các bạn nhé. Còn giải như thế nào? Thì nếu các em hứng thú, các em có thể tham gia các khóa học của thầy. Câu số 32 cũng là một bài toán chuyển động. Cứ toán chuyển động thì các em lập cho thầy cái bảng giống như nãy á. Nhưng mà lần này á là không có phải là xe máy và ô tô, mà lần này có một phương tiện chuyển động thôi, là lúc đi
và lúc về. Đó. Lúc đi thì đi với vận tốc là 15 các bạn. Lúc về thì đi với vận tốc là 10, đúng không? Lúc đi thì quãng đường S là thầy gọi là X đi. Còn lúc về thì đi đường tắt ngắn hơn. Như vậy ta lấy X trừ 20. Đó. Thời gian thì T bằng S chia V, như vậy chỗ này là X chia 15. Chỗ này là T về rồi bằng S về chia V về là bằng X trừ 20 chia cho 10. Rồi, hai cái này thì nó có phần chênh các em. Thời gian lúc đi lúc về đâu có, bằng nhau luôn, đề bài cho bằng nhau luôn. Như vậy là ta có phương trình là x phần 15 bằng x trừ 20 phần 10. Rồi các em giải phương trình này ha. Chúng ta sẽ có 10x bằng 15x trừ cho 300. Như vậy là các em giải anh chập là x sẽ bằng 300 chia 5 60 kia. 60 km nha. Câu số 33. Lại là toán chuyển động kìa. Lại là toán chuyển động thì copy cái này xuống luôn. Cứ toán chuyển động thì các em lập cái bảng ba đại lượng này cho thầy nhá. Bố Huy đi xe máy. Đó, từ A tới B. Vận tốc lúc đi là 40. Lúc về là 20. Đó. Do đó thời gian về lâu hơn thời gian đi. Giờ cái quãng đường A tới B thì cũng như quãng đường từ B tới A thôi. Như vậy là x hết. Thời gian đi là x chia 40. Thời gian về là x chia 20. Và nó chênh nhau 1 giờ các bạn. Nhá. Như vậy là x phần 20 là cái thời gian về nó lâu hơn. Như vậy nó bằng thời gian đi cộng thêm 1. Rồi từ đây chúng ta sẽ tính ra x thôi các bạn nhé. Các em có thể lấy giấy nháp và giải. Còn thầy bấm máy cho lẹ. Như vậy x sẽ bằng 40 các bạn. Tức là quãng đường á, quãng đường là dài 40 km nhé. Nhưng mà người ta hỏi thời gian lúc đi cơ. Thì thời gian lúc đi các em lấy là 40 chia cho 40 thôi là nó bằng 1 nha. Đó là giải toàn toàn vẹn luôn á, giải không ăn gian đó. Câu số 34 lại là toán chuyển động nha. Toán chuyển động nó mất thời gian vậy mà sao cứ đưa vô đây, làm sao mà học sinh làm kịp ta. Hai xe khởi hành cùng lúc từ hai địa điểm A và B. Từ A tới B, một xe đi từ A tới B, một xe đi từ B tới tới A. Cách nhau 160 km các bạn. 160. Gặp nhau sau 2 giờ chạy, gặp nhau chỗ này chẳng hạn. Như vậy là cái này thầy gọi là xe từ A đi. Cái dòng đầu là xe từ A. Cái dòng sau là xe từ từ B. Đó. Người ta bắt tính vận tốc của mỗi xe. Thì mình lựa xe nào nhỏ hơn đặt là mẫn các bạn nhé. Xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe từ B. Như vậy xe từ B thầy đặt là x. Thì xe từ A là x cộng 20. Quãng đường là 160. À xin lỗi, quãng đường tổng là 160. Còn thời gian đi là như nhau hết. Thời gian đi từ đầu đề bài cho tới cuối đề bài đều là 2 giờ hết. Như vậy thầy cho cái thời gian vô giữa các bạn nhé. Cho cái thời gian vô giữa là S cuối cùng. Thời gian đi của hai hai anh cùng khởi hành và cùng gặp nhau mới dừng lại mà. Rồi như vậy S sẽ bằng V nhân T là 2 nhân X cộng 20. Còn anh kia là 2 nhân X. Đấy. Và hai cái quãng đường này ráp lại, hai cái quãng đường mà hai xe đi ráp lại là bằng cái quãng đường mẹ đó. Như vậy ta có phương trình là 2X cộng 20. Phương trình nha. 2X cộng 20 bằng 2X. Từ đây các bạn sẽ giải được là x nó sẽ bằng, tự giải đi. Ủa, hình như thầy sót chỗ nào rồi. Bởi vì nó ra phương trình vô miệng là mình bị sa sút, sơ sút chỗ nào rồi các bạn.
Thầy lập phương trình bị sai cái. Hai cái này cộng lại là bằng quãng đường mẹ mà mới nói xong mà lại lập phương nói đang lập phương trình đang chết rồi. Rồi từ đây chúng ta sẽ giải ra là x sẽ bằng 160 trừ cho 40. Rồi đem chia cho 4 đây là 30. Như vậy một xe là vận tốc xe từ B là vận tốc 30. Xe B đó, còn xe A là vận tốc sẽ là 50 các em nhé. Nhưng mà nãy giờ là mình giải theo kiểu tự luận á. Còn thầy thấy cái đề này họ thiết kế dở quá. Người ta nói cách nhau chênh nhau 20 km trên giờ thì mình không thể chọn đáp án này rồi, cách nhau có 10. Cái này cũng cách nhau có 10, cái này cách nhau có 10, như vậy cần gì mà giải khổ sở như bên này đúng không? Cần gì giải khổ sở chọn luôn đáp án này chứ. Như vậy là những cái đáp án này rất là dở này, không có tác dụng gì cả. Câu số 35. Một xe khởi hành từ A chạy với vận tốc 30 km trên giờ. Bài này là chạy cùng chiều với em. Bài nãy là chạy ngược chiều. Đó. Xe từ A. Như vậy sau 3 giờ. Sau 3 giờ thì xe đạp nó đi đi được khoảng là 3 nhân 30 là bằng 90 km các em nhé. Đó. Sau 3 tiếng thì xe đạp nó chạy tới đây rồi. Là 90 km, cách cái chỗ cũ 90 km. Một xe hơi xuất phát, chắc là xuất phát từ A đó. Xuất phát từ A, xe hơi bắt đầu rượt theo xe đạp. Đó. Thì chạy cùng chiều á thì các bạn muốn tìm số giờ gặp nhau á thì các bạn lấy khoảng cách là 90. Các bạn chia cho hiệu của vận tốc để chia cho 30. Như vậy là sẽ bằng 3 thôi. Ở tiểu học mình có học một cái bài là chạy cùng chiều thì thời gian gặp nhau sẽ bằng khoảng cách chia cho tổng vận tốc nhé. Còn chạy cùng chiều thì muốn tìm số số thời gian mà chạy để gặp nhau á, thì mình lấy khoảng cách ban đầu mình chia cho hiệu vận tốc các bạn. Đó là tiểu học mình có thể làm nhanh. Còn bài này đặt phương trình cũng được thôi, rồi nó cũng sẽ ra 3 thôi. Các em tự nghiên cứu nha. Bài 36. Rồi các em tưởng tượng cái bài cái đề toán như này, đây là cái bể nè, đây là vòi lạnh, đây là vòi nóng đi ha, đây là vòi lạnh, đây là vòi nóng. Hỏi thời gian vòi lạnh chảy vào bể là bao nhiêu phút, thầy gọi là thời gian của vòi lạnh đó là bằng x đi, thì thời gian của vòi nóng, đây đơn vị là phút nha. Như vậy thời gian của vòi nóng sẽ là 40 trừ trừ x phút, người ta cho tổng cộng hai vòi chạy 40 phút mà chạy rời rời nhau, mà chạy vòi này thì tắt vòi kia nhé. Rồi như vậy là vòi lạnh á, vòi lạnh là mỗi phút chảy được 30 lít. Như vậy là nó chảy trong x phút thì ta lấy x nhân 30. Còn cái vòi nóng á là chảy 40 trừ x phút, mà mỗi phút nó chảy được 40 lít. Như vậy em lấy 40 nhân cho 40 trừ x rồi cộng hai cái này lại thì người ta cho là đầy bể đúng không? Như vậy nó bằng 1.000 1.400. Đó là phương trình kia. Rồi giải phương trình đó ha. 30x nè. Giải bằng mấy nha? Cộng 40 mở ngoặc 40 trừ x bằng 1.400. Rồi giải. Kết quả là x bằng 20 các bạn. X sẽ bằng 20. Tóm lại là thời gian vòi lạnh chảy vào bể là 20 phút. Ta qua câu số 37. Rồi ta gọi cả cái đoạn đường này là x đi. Thì ngày thứ nhất là chữ được 1 phần 4 đoạn đường, 1 phần 4 x. Rồi ngày thứ hai là sửa tiếp 60 km. Thì xong. Như vậy là nó bằng x các bạn. Như vậy từ đây mình giải cái phương trình này ha. Thì mình sẽ tìm được x thôi.
giải quy đồng cử mẫu nè, mẫu chung là 4, vậy ta có là x bằng 240 bằng 4x nhân khắp nơi cho 4 mà. Cuối cùng x sẽ bằng 240 chia 3 là 80 các bạn, 80 km nha. Câu số 38, đề lớp 8 dài quá. Đây là bài toán kế hoạch thực tế các bạn, kế hoạch thực tế. Kế hoạch nè, còn đây là thực tế ha. Cái này cũng đơn giản mà, đâu cần phải lập bảng hoành tráng vậy đâu. Mà thôi lỡ rồi. Bảo định gấp hạt trong 10 ngày để tặng sinh nhật. Giờ mỗi ngày này, mỗi ngày theo kế hoạch thầy gọi là Bảo sẽ gấp x x cái đi, thì thực tế thì mỗi ngày lại nhiều hơn 30, như vậy là x cộng 30, và như vậy nó chỉ cần 4 ngày là xong. Như vậy cái cột thứ hai là số ngày nè, theo kế hoạch số ngày là mình tốn 10 ngày nhưng mà thực tế là gấp nhanh hơn, cho nên là chỉ cần 4 ngày là xong. Còn tổng số hạt thì đâu có thay đổi đâu, tổng số hạt phải gấp thì nó kế hoạch với thực tế là như nhau. Như vậy mình có phương trình là 10 nhân x sẽ bằng 4 nhân cho x cộng 30. Từ đây các bạn sẽ tìm được là x sẽ bằng 20 các bạn nhé. Đấy, 20 con. Câu số 39 lại là toán dự định và thực tế. Xả nước liên tục, cái này giống như gấp hạt các bạn, một ngày gấp 2.000 con hạt đó, nhưng mà giờ lại gấp ít hơn, thực tế là gấp ít hơn. Đó, thời gian dự kiến tăng lên 10 ngày. Như vậy là nếu mà không xảy ra sự cố, tức là theo dự định nguyên gốc á, theo kế hoạch á. Như vậy chúng ta lập một cái bảng ha, có hai dòng. Dòng thứ nhất là dự định nè, tức là không có xảy ra sự cố đó, còn thực tế là khác. Đấy, người ta bắt tìm cái gì? Nếu không xảy ra sự cố, đập thủy điện sẽ xả nước xong trong số ngày là bao nhiêu? Đấy, bây giờ thầy gọi là số ngày đi, cứ hỏi cái gì đặt cái đó là mẫn luôn. Đó, số ngày dự định là x ngày, thực tế thì bị chậm mất 10 ngày, tức là x cộng 10. Đó, con này là mỗi ngày nè, mỗi ngày á, là theo dự định là xả 2.000 mét khối, mà thực tế là mỗi ngày chỉ xả được có 1.000 thôi. Đấy, còn tổng lượng nước phải xả thì đâu đâu có thay đổi các bạn, đúng không? Như vậy chúng ta có 2.000 x sẽ bằng 1.000 nhân cho x cộng 10. Từ đây chúng ta sẽ giải ra x thôi. 1.000 x sẽ bằng 10.000, như vậy x sẽ bằng 10 các bạn. Câu số 40 lại là cái toán đó. Lại là cái toán đó. Dự định, thực tế, thời gian người đó dự định để hoàn thành công việc. Vậy lần này mình đặt số ngày luôn, số ngày dự định hoàn thành công việc là x. Đó, thực tế đã hoàn thành sớm hơn 5 ngày, tức là x trừ 5. Đó, còn cái này là mỗi ngày, mỗi ngày theo dự định thì đóng 20 cái, nhưng mà thực tế ra là làm tốt hơn, mỗi ngày được tới 30. Còn cái số ghế thì nó vẫn không có thay đổi, đúng không? Cái khối lượng công việc thì vẫn vậy. Như vậy là 20x sẽ bằng 30 nhân cho x trừ 5. Đó là phương trình các bạn. Đó là phương trình. Rồi các bạn giải phương trình này, các bạn sẽ có là 10x sẽ bằng 150. Tức là x sẽ bằng 10 15. Tóm lại là 15 ngày là xong.
Trời ơi, đừng có toán giải phương trình nữa, mệt quá, mất thời gian quá. Rồi vẽ cái hình ra. Rồi thầy có cái hình nhanh như thế. Ở đây chúng ta dùng hệ quả định lý Thales các bạn nha. Chúng ta có OA trên OC. Đó. OA trên OC đó. Nó sẽ bằng 8 trên 12. Mặt khác, OA trên OC nó cũng sẽ bằng OM trên CD các bạn. Như vậy mình sẽ có là OM trên CD thì bằng 8 trên 12 nha. À, xin lỗi các em. Rồi, sorry các em nha. Chỗ này là OA trên OC là bằng 8 trên 12 thì đúng. Còn cái này sai mất rồi. Không có đúng. OA trên OC á, là không có bằng OM trên CD đâu. Thầy đang nhầm định lý Thales. Thầy đang nhầm định lý Thales với lại hệ quả lý Thales. Thôi tóm lại là OA trên OC là bằng 8 trên 12, tức là bằng 2 phần 3 nhá. Như vậy là OA các bạn trên OC nó sẽ bằng 2 phần 3. OA là 2 phần, OC sẽ là 3 phần. Như vậy cả cái AC các em, cả cái AC sẽ là 5 phần nha. Hay là thầy ghi ở dưới đi cho dễ. AC sẽ là 5 phần. Như vậy chúng ta sẽ có là OM trên DC thì sẽ bằng OA trên AC. Đó, cái nãy thầy sai nè. OA là 2 phần, AC là 5 phần. Như vậy ở đây sẽ bằng 2 phần 5. Tóm lại OM sẽ bằng 2 phần 5 so với DC. OM trên DC bằng 2 phần 5. Mà cái thằng DC nó dài 12 rồi, đúng không? Như vậy là OM sẽ bằng 2 phần 5 của DC, tức là 2 phần 5 của 12 đó. Các em lấy 2 nhân 12 chia cho 5 thì nó sẽ ra là 4,8 các bạn. 4,8 cm. Và hoàn toàn tương tự, các em cũng sẽ tính được ON bằng 4,8 thôi nhé. Và các em cộng lại thì nó sẽ ra là 9,6 các bạn. Câu số 42 các bạn. Rồi, các em kẻ nhanh cái hình của câu 42 ha. Như vậy nó lại là cái hình của tính chất phân giác các bạn ạ. Đó, chúng ta có A, B, C là tam giác nè. Đường phân giác AD sổ dọc xuống ha. Trong đó AB là bằng 4, còn AC là bằng 10. AD kẻ một đường song song với lại AB, cắt AC ở E. Đó. Như vậy là các bạn thấy là gì? Người ta bắt tính độ dài đoạn A E. Đấy. Này nó bắt đầu hơi hơi khó một xíu các bạn nhé. Rồi, vì DE nó song song với lại AB cho nên là cái góc này là nó sẽ bằng góc này so lê trong các bạn. Như vậy ta bắt cầu thì hai góc này sẽ bằng nhau, đúng không? Đó, như vậy là tam giác AED nó sẽ cân. Ta sẽ có là EA là cái thằng cần tính đó, là nó bằng ED luôn. Rồi thì đặt cái đó bằng x đi, đặt cái này bằng x luôn. Hai thằng bằng nhau mà. Đó, đặt bằng x luôn. Thì theo hệ quả của định lý Thales thì chúng ta sẽ có là CE. Đó. CE trên CA. CE trên CA. Đây các bạn. Nhìn cho kỹ nè, CE trên CA thì nó bằng là ED trên AB luôn. Ngẫm nghĩ sẽ hiểu thôi, DE trên AB. Rồi, thay số các bạn. CE là 10 trừ x, suy nghĩ đi. CA là bằng 10. Còn DE là bằng x.
AB là bằng 4. Đấy. Rồi, các em giải cái phương trình đó. Hãy giải phương trình đó. Thầy giải từng bên luôn. 40 trừ 4x sẽ bằng 10x, đúng không? Như vậy là 14x sẽ bằng 40. Cuối cùng x sẽ bằng 14 chia 40 là bằng chia đôi là bằng 40 phần 14, tức là 20 phần 7 các bạn nhé. Đó, ta chọn đáp án 20 phần 7. Câu số 43 nó bắt đầu khó khó rồi các bạn, nó thú vị hơn rồi đó. Ta vẽ cái hình thang đó, nhát thôi, nhanh gọn. AB song song CD, đáy trên nhỏ hơn đáy dưới. O là giao điểm của O là giao điểm của AD với BC. Như vậy là nó cắt nhau ở phía trên đó. Cắt nhau ở phía trên đó. Rồi. Ta vẽ cái hình cho nó chuẩn một xíu các bạn nha. Đó, nó cắt nhau ở phía trên này. Người ta bắt tính OA, như vậy ta giải toán một cái lập phương trình luôn. Các em đặt OA bằng x luôn. Như vậy theo hệ quả của định lý Thales á, chúng ta sẽ có là OA trên OD thì bằng AB trên DC. Đấy. Do hai đáy của hình thang song song thì ta có OA trên OD là bằng AB trên DC các bạn nhé. Rồi mình thay số vô thôi. Nếu thay số đúng đắn thì các em sẽ có cái phương trình sau đây nè. OA là x, còn OD là x cộng ro cho 6. Và nó bằng 8 trên 20 các bạn. Rồi, các em giải phương trình đó, nhân chéo lên. 20x sẽ bằng 8x cộng 48 ha. Từ đây chúng ta sẽ ra x sẽ bằng 12 trên 48. À, 48 trên 12 chứ. 48 trên 12 thì nó bằng 4 luôn các bạn. Đẹp luôn á. 4 cm. Vậy nha. Câu số 44. Lần này chúng ta vẽ một cái hình bình hành. Đó, hình bình hành ABCD. Chia CD làm 3 khúc, lấy điểm E gần điểm D. Như vậy là DE trên so với DC thì nó bằng 1/3 các em. Gọi Y là giao điểm của AE với lại BD. Không? Như vậy thì nối AE với BD thì nó sẽ cắt nhau tại Y. Đấy. Bây giờ người ta bắt tính là DB trên DI. DB nè các bạn. Còn DI nè. Đấy. Rồi, cũng dễ thôi. Các em lắng nghe thầy giảng nè. DE trên AB là bằng 1/3 các bạn. DE trên AB là nó bằng DE trên DC, bởi vì AB bằng DC mà. Như vậy là bằng 1/3. Tóm lại là cái ông DE ổng bằng 1/1. Còn ông AB ổng bằng 3/3 các bạn nhé. 3/3 như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta dùng hệ quả định lý Thales nè. Hệ quả định lý Thales thì các bạn thấy là DE trên AB thì nó còn bằng những cái tỷ số nào? Nó sẽ còn bằng ID trên Y, IB nè. ID trên IB các bạn nhé. Chỗ này nó còn bằng là ID trên IB. Như vậy hóa ra là ID trên IB cũng bằng 1/3. Tóm lại ID là 1/1, còn IB là 3/3. Như vậy DB sẽ là 4/4. 4/4, chữ P là phần á. Rồi người ta hỏi là DB trên DI thì DB thầy vừa nói nó bằng 4/4, còn DI là 1/1. Đúng không? Như vậy kết quả rút gọn là còn lại 4. DB trên DI sẽ bằng 4. Rồi, nghi ngẫm video của thầy sẽ hiểu thôi. Câu tiếp theo là chúng ta vẽ một tam giác vuông. Vẽ đại đi. Vẽ đại đi các bạn. Đó, thầy có một tam giác vuông ha. ABC. Vuông ở A có BC bằng 26. Trên cạnh AC các bạn lấy D sao cho AD bằng 10. Còn DC bằng 14. Đó. Ở đây bằng 10, đây 14 nè. Như vậy tổng cộng đây sẽ bằng 20. 24 các bạn nhé. Rồi, một tam giác vuông mà có một cạnh 26, một cạnh bằng 24.
thì các em có thể dùng định lý Pythagore luôn nha, là các em sẽ tính được cạnh góc vuông còn lại là nó đẹp lắm, nó ra luôn là 10, phản xạ thôi chứ nhiều lúc không cần tới số 10 này. Rồi, từ C ta kẻ một đường vuông góc với AC, cắt BD à. Như vậy giờ thầy sẽ nối B với D, kéo dài lên. Hình hơi xấu các bạn ha. Rồi từ C thầy kẻ vuông góc lên, vuông góc và cắt BD ở E. Và nhiệm vụ của mình là tính cái đoạn CE các bạn ạ. Tính cái đoạn CE. Đó. Cũng đơn giản thôi, không? Chúng ta sẽ dùng tam giác đồng dạng các bạn nhé. Các bạn dễ dàng chứng minh được là tam giác DEC đồng dạng với lại tam giác DAB. Theo trường hợp góc góc có một góc vuông và một góc đối đỉnh bằng nhau này. Đó. Từ đây mình suy ra tỷ số có chứa EC trong đó. EC trên AB. Đó, EC trên AB sẽ bằng sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng DC trên DB. Rồi, giờ mình thay số nha. EC là cái đoạn mình đang cần tìm. Còn AB thì bằng 10. DC. DC thì 14 các em. Còn DB. DB thì các em dùng định lý Pythagore trong cái tam giác này nè, tam giác vuông này. Cái này là thầy vẽ nháp nó ẩu chứ thực tế vẽ đúng thì nó sẽ là một tam giác vuông cân các bạn nhé. Như vậy lúc đó là cái thằng BD nó sẽ bằng là 10 căn 2, các em dùng định lý Pythagore. Và giờ EC, các em tự tính EC nó sẽ ra là 14 chia cho căn 2 ha. Rồi sao cái đáp án nó ra 6 gì? Nó sẽ ra là 7 căn 2 các em ạ. Đó. Rồi cái đáp án nó xấu quá cho nên thầy nghĩ là thầy đọc đề chưa kỹ, chắc là sai chỗ nào. Như vậy là thầy đọc lại đề thì thầy thấy đúng là thầy nhầm các em. Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với AC. Còn đây ta lại vẽ vuông góc với lại BD. À, sai, nghiêm trọng. Như vậy là cái hình phải thay đổi thôi ha, các bạn. Như vậy cái hình thay đổi nha. Qua C kẻ một đường vuông góc với lại AC. Như vậy là từ C thầy vẽ ngược lên phía trên đó các bạn. Ngược lên phía trên này. Đó. Thì nó mới đúng là vuông góc với AC. Đó. Rồi giờ BD. BD thì nối lại. Đó, đây mới đúng hình. Xin lỗi các em nhé. Xin lỗi các em. Hình này mới đúng các em. Cắt tại E. Bây giờ ta tính EC. Giờ không dùng tam giác đồng dạng các bạn. Bây giờ mình lại dùng là hệ quả định lý Thales thôi. Đó, sorry các em nhé. EC. EC trên AB. Tức là EC trên 10 đó. Thì sẽ bằng DC trên DA. Tức là 10 trên 14 các bạn ạ. 10 trên 14. Như vậy từ đây EC chúng ta sẽ bằng là 10 nhân 10 và chia cho 14. Ồ, ta lại nhầm cái thứ tự rồi các bạn nhé. Thứ tự này sai rồi nè. Sorry các. EC trên AB thì phải bằng là DC trên DA mới đúng. Cái thứ tự tương ứng. Như vậy là DC là bằng 14 trên 10. Như vậy là EC sẽ bằng 14 các bạn ha. Rồi. Áp lực thời gian. Câu tiếp theo. Vẽ một tam giác vuông. Lại là một tam giác vuông ABC. Có đường phân giác. Đường phân giác của góc vuông luôn. Mà đường phân giác của góc vuông thì nó sẽ chia cái góc đó ra thành hai cái góc 45 độ các bạn nhé. Đây 45, kia 45. Phân giác AD. Rồi BD thì bằng 3, CD thì bằng 4. Đó.
Như vậy anh này anh sẽ bằng là 7 nè. 7 nè. Rồi. Thầy gọi cạnh AB là x đi. Thầy gọi cạnh AB là x ha. Rồi cạnh AC thì ta sẽ dùng định lý Pythagore các bạn nhé. Tức là 7 bình trừ x bình là ra được cạnh AC bình đó, rồi mình lấy căn. Đấy. Khổ vậy đó. Ôi, làm vậy dở các bạn. Bây giờ ta dùng tính chất phân giác nè. Ta dùng tính chất phân giác. BD là 3, DC là 4. Như vậy là tỷ lệ giữa DB và DC là 3 phần 4. Như vậy tỷ lệ giữa AB và AC cũng là 3 phần 4. AB dài bao nhiêu thầy chưa biết, AC dài bao nhiêu thầy chưa biết. Nhưng mà AB sẽ là 3 phần, còn AC sẽ là 4 phần. Như vậy bây giờ thầy sẽ đặt AB làm 3x. Thầy đặt AC làm 4x. Đó coi như là 3 phần 4 phần đó. Rồi thầy dùng định lý Pythagore. 3x bình cộng 4x bình. Hai cái đó vuông bình thì bằng 7 bình. Và từ đây các bạn sẽ tìm được là x bình sẽ bằng 49 chia cho 3 bình cộng 4 bình là bằng 25 ha. 9 cộng 16 25. Từ đây chúng ta sẽ ra x là bằng 7 phần 5. Các bạn ạ. 7 phần 5. Và sau khi x bằng 7 phần 5 thì chúng ta lại suy ra được là AB là bằng 3 phần như vậy, tức là 3 nhân 7 trên trên 5. Còn AC á, là bằng 4 phần như vậy, là 4 nhân 7 trên trên 5. Người ta yêu cầu làm tròn tới số thập phân thứ nhất. Thì các em mà chia thôi. 3 x 7 21, 21 chia 5. Thì đáp án là 4,2 nha. Còn AC là 4 x 7 chia 5 thì được 5,6 các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại giúp thầy. Chủ yếu là nắm cái con đường đi các em nhé. Chú ý cái cách đặt đặt ẩn theo số phần của thầy trong các khóa học của thầy Bùi Nguyên Luận.com. Ở trên trang web Bùi Nguyên Luận.com thầy sẽ có những cái chuyên đề hướng dẫn rất kỹ về cái đó. Mà sắp tới các em hứng thú thì các em tham gia nha. Câu số 47 lại cho tam giác à, lại cho tam giác ABC. AB thì bằng 5, AC thì bằng 4, BC thì bằng 6. Như vậy thầy đảo C lại cho nó hợp lý đi. Tức là cạnh nhỏ nhất thì bên này, cạnh vừa vừa thì bên này, còn cạnh dài nhất là ở dưới. Rồi đường phân giác AD. Đường phân giác BE nữa các bạn. BE. Rồi, người ta hỏi là EA trên EC so sánh với lại là DB trên DC. DB dưới này trên DC à, so sánh hai cái phe đỏ xanh đó. Thì cũng đơn giản thôi, ta áp dụng hoàn toàn tính chất đường phân giác nhé. Thì EA trên EC, EA trên EC thì lấy cái đường phân giác BE thì nó sẽ bằng là AB trên trên BC, tức là bằng 5 phần 6 game. Đó. Còn cái ông nội là DB trên DC thì ông lại bằng AB trên AC, tức là bằng 5 phần 4. Đấy. 5 phần 6 thì phải bé hơn 5 phần 4 rồi. Các bạn nhé. Đó, khẩn trương. Câu số 48. Cho tam giác ABC cân. Thầy có một tam giác cân à, tên là ABC. Tia phân giác của góc B. Tia phân giác của góc B kìa. Tia phân giác của góc B này nó cắt A. Tia phân giác góc B, tam giác ABE thầy gõ lộn à. Tia phân giác góc B anh B AE tại D. Đó. AB người ta cho bằng 15.
DE thì người BE thì người ta cho bằng 10. Lúc đó người ta hỏi tính AD và DE. Thì cái tam giác này cân cho nên là AE nó phải bằng AB các bạn nhé. Đây đây bằng 15. Rồi. Thầy đặt DE là bằng Y đi. Còn AD là bằng X đi. Như vậy ta có công thức là tính chất phân giác á, X trên 15 sẽ bằng Y trên 10. Đó. Em quay nghiêng cái đầu lại các em sẽ thấy thôi. X trên 15 sẽ bằng Y trên 10 theo tính chất phân giác. Rồi áp dụng tính chất giải tỷ số bằng nhau, nó sẽ bằng X cộng Y trên 15 cộng 10. Đó, X cộng Y thì bằng 15. 15 cộng 10 bằng 25. Chia cho 5 thì được 3, chia cho 5 thì được 5. Rồi. Từ đây X sẽ bằng 15 nhân 3 chia 5 thì nó bằng 9 các bạn. Còn Y Y thì bằng 10 nhân 3 chia 5 là bằng 6. Thì tóm lại là AD sẽ bằng bằng 9 cm. Còn DE tức là Y á, sẽ bằng 6 cm. Câu số 49. Lại là tam giác ABC ha. Lại là tam giác ABC. Vẽ hình tiếp. ABC có tia phân giác góc B cắt AC ở M. Tỷ số diện tích tam giác ABM và diện tích tam giác CBM bằng 4 phần 5. Còn AB thì nó bằng 8. Đó. Người ta bắt tính BC các bạn. À. Đây, một bài toán hay. Nếu các em tham gia khóa học của thầy ở trên trang web buồn luận.com thì các em sẽ học được cái kiến thức này nè. Hai tam giác mà có cùng chiều cao, thầy lấy ví dụ như là tam giác ABD với lại tam giác ABC đây nè, thì nó có cùng chiều cao là từ A xuống đúng không? AH. Thì lúc đó diện tích của hai tam giác cùng chiều cao ABD với lại ADC á, thì nó sẽ bằng tỷ số giữa hai cái đáy tương ứng, nó sẽ bằng BD trên DC. Đó. Các em phải nắm được cái kiến thức này các em mới làm việc được. SABD trên S của ACD thì nó sẽ bằng BD trên DC. Tương tự này, SABD mà thầy lấy thầy so sánh với lại tam giác ABC thì hai tam giác này cũng là cùng chiều cao từ A xuống, thì nó sẽ bằng tỷ số giữa hai cái đáy tương ứng là BD trên BC, vân vân. Còn nữa, như vậy áp dụng qua bên này thì các em sẽ có là S của ABM trên S của CBM thì nó sẽ bằng tỷ số giữa hai cái đáy, tức là AM trên MC các em. Mà theo đề á, theo đề thì tỷ số diện tích giữa hai tam giác đó là bằng 4 phần 5 rồi. Như vậy là AM trên MC sẽ bằng 4 phần 5 các em ạ. AM dài bao nhiêu thầy không biết nhé. Nhưng mà nó sẽ là 4 phần. Còn MC sẽ là 5, 5 phần. Còn dài bao nhiêu thầy không biết. Và giờ thầy lại thấy có phân giác ở đây. Như vậy là AB trên BC cũng sẽ bằng AM trên MC. Như vậy là tỷ số giữa AB và BC cũng là 4 phần 5 phần. Như vậy anh AB là 4 phần. 4 phần ha. AB là 4 phần. 4x mà nó ứng với 8 cm. Suy ra 1 phần sẽ là 2 cm. Còn BC là chiếm 5 phần. Như vậy là 5 nhân x tức là 5 nhân 2 và nó sẽ bằng 10 các bạn nhé. BC sẽ bằng 10 cm. Ngẫm nghĩ tua tới tua lui cái video của thầy các em sẽ hiểu thôi. Câu số cuối cùng à, lại là một tam giác, lại là một tam giác các bạn ạ. Tên là ABC. Tia phân giác của góc B cắt AC ở M. Rồi, người ta cho AB trên BC là bằng 7 phần 9 phần. Như vậy ông AM
so với ông MC cũng sẽ là 7 phần 9 phần các bạn. Và hai cái thằng AM với MC chính là đáy của tam giác ABM và của tam giác CBM. Như vậy tỷ số giữa hai diện tích hai tam giác đó cũng sẽ bằng 7 phần 9 các bạn. Đó, người ta nói tỷ số diện tích tam giác ABM trên tam giác diện tích tam giác CBM cũng sẽ bằng 7 phần 9 thôi nha. Các em tham gia các khóa học của thầy sắp tới, thầy sẽ tổ chức thì các em sẽ hiểu rõ cái tính chất mà thầy vừa nói ở đây. Còn nếu mà mình không nắm được cái tính chất đó thì nó hơi khó làm việc các bạn nhé. Đấy, đấy, cẩn thận. Rồi, bye bye các em, chào tạm biệt.